Chúng ta chuyển sang dạng thứ ba là bài tập liên quan tới định luật biến thiên động năng. Cái này nó thuộc vùng kiến thức lớp 10 nhưng vì sao nó vẫn được áp dụng ở dạng này thì các bạn lưu ý anh nhé. Chúng ta bắt đầu vào dạng 3 là bài tập liên quan tới định luật biến thiên động năng. Bạn nhớ nhá, dạng 3. Bài tập liên quan tới định luật biến thiên động năng. Thì cái dấu sao đầu tiên của chúng ta sẽ là kinh nghiệm. Dấu sao đầu tiên của chúng ta sẽ là kinh nghiệm trước nhé. Kinh nghiệm này. Khi nào chúng ta sẽ biết, nhớ này, kinh nghiệm đây là sẽ cho các bạn một số cái mẹo để khi nào bạn biết dùng dạng này, được chưa? Bạn nhớ này, kinh nghiệm đây là dùng đối với các bài toán. Dùng đối với các bài toán. Dùng đối với các bài toán, được chưa? Đi tìm vận tốc. Cứ nhớ nhá, đặc trưng của dạng 3 này là sẽ dùng đối với các bài toán đi tìm vận tốc của điện tích. Bạn nhớ này vào, của điện tích. Được chưa? Nhớ, cứ liên quan tới bài toán đi tìm vận tốc của điện tích, chúng ta sẽ áp dụng định luật biến thiên động năng cho bạn. Đó là kinh nghiệm đầu tiên. Dấu sao tiếp theo là phần phương pháp. Dấu sao tiếp theo là phần phương pháp. Dấu sao theo là phần phương pháp này. Nào, gạch dấu đầu tiên là định luật biến thiên động năng, được chưa? Khi điện tích này di chuyển từ điểm M, nhớ nhá, di chuyển từ điểm M tới điểm N, được chưa? Chúng ta sẽ xét cái định luật biến thiên động năng khi điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N. Nào, anh hỏi các bạn này, định luật biến thiên động năng thì bằng động năng trước trừ động năng sau hay bằng động năng sau trừ động năng trước? Các bạn thử comment lên nào, các bạn ơi, các bạn thử phát biểu thế nào. Nào, anh hỏi bạn, cái định luật biến thiên động năng thì sẽ là bằng động năng sau trừ động năng trước hay động năng trước trừ động năng sau? Các em ơi, delta VKD bằng gì nhỉ? Bạn nhớ nhá, độ giảm thì mới là trước trừ sau, còn độ biến thiên bao giờ cũng phải là sau trừ trước, đúng không? Vậy bằng này, VKD sau trừ đi VKD trước, đúng chưa bạn? Trừ đi VKD trước thì sẽ bằng công F điện, được chưa? Bạn lưu ý này, ở đây chúng ta đang xét sự di chuyển từ M đến N. Lưu ý này, chúng ta đang xét sự di chuyển từ M đến N. Vậy công của lực điện này chính là công khi di chuyển từ M đến N. Nào, các bạn tiếp tục comment lên nào. Các bạn ơi, tiếp tục comment này, anh hỏi bạn nhé. Vậy anh hỏi bạn, động năng sau là động năng tại điểm nào? Nào, hỏi bạn, trong trường hợp này chúng ta đang sang xét điện tích di chuyển từ M đến N. Vậy anh hỏi bạn, động năng sau là động năng tại đâu? Nào các bạn ơi, động năng sau là động năng tại đâu nào? Tại đâu đây? Tại đâu nào? Chúng bạn lưu ý nhá, chúng ta xét là từ M đến N đúng không? M đến N, vậy cái sau ấy, động năng sau ấy là động năng tại điểm N này. Lưu ý rõ rồi nhá, tại điểm N. Động năng sau phải là động năng tại điểm N. Được chưa các bạn? Lưu ý này vào. Nhớ nhá. Vậy nhớ đây là động năng tại điểm N này, còn đây là động năng tại điểm M này. Đó, phải lưu ý vào. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ suy ra một biểu thức khá là dài như sau, suy ra này, được chưa? Động năng, nhớ này, động năng thì 1 phần 2 m v bình, 1 phần 2 m v bình, đúng chưa các bạn? Thì chúng ta viết là 1 phần 2, đặt chung m ra ngoài, trong ngoặc còn lại là v sau bình phương, trừ đi v trước bình phương, đúng chưa bạn? Bằng này,
Công của lực địa chúng ta học rồi, bằng Q nhân E nhân MN nhân MN và nhân cos alpha, được chưa? Nhắc lại lần thứ N của N, Q là giá trị, Q ở đây là giá trị không được lấy độ lớn để tính, được chưa các bạn? Tiếp tục này, nào các bạn thử comment lên nào, các bạn hãy hỏi bạn này, em hỏi bạn E nhân MN của alpha gì? Nào comment lên các bạn ơi, E nhân MN nhân cos alpha nó ra cái gì? Nó ra gì nào? Các bạn ơi, E nhân MN nhân cos alpha thì nó ra cái gì nhỉ? Có nhớ không? Hay quên hết rồi? Có nhớ không? Nó ra gì nhỉ? Còn nhớ không nhỉ? E nhân MN nhân cos alpha ra gì nhỉ? Nó ra U gì nhỉ? Nó ra U gì đây? Nó ra UMN, nhớ nhé, nó ra UMN, UMN. Nó ra U mà phải UMN nhá, chứ không phải là UNM, nhắc lại nhá. Cái này là công của lực điện đi từ M đến N thì phải bằng Q nhân UMN. Lưu ý thật kỹ nhá, lưu ý thật kỹ này, được chưa? Đây là xét từ M đến N thì U này phải là UMN, cẩn thận không để bài được bẫy đấy, được chưa? Bằng tiếp này, bằng Q nhân UMN thì bằng điện thế tại điểm M trừ đi điện thế tại điểm N. Được chưa bạn? Rồi. Đây là toàn bộ cái phần liên quan tới định luật biến thiên động năng, khá là dài. Nào, chúng ta sẽ chữa ví dụ 1 nhé. Nào các bạn cùng nhớ là phải nốt đề bài cẩn thận vào, được chưa? Nào, bạn nhớ này, đầu tiên chúng ta có một cái hình vẽ như sau này, các bạn lưu ý này. Bạn nhớ nhá, electron nó di chuyển từ điểm M này, từ điểm M, được chưa? Từ điểm M đến điểm N này, đến điểm N. Đến điểm N. Sau đó lại di chuyển từ N đến điểm P này, đấy như này. Được chưa? Và bạn đã hiểu vấn đề là đi từ M đến N theo chiều nào thì đi từ N đến P cũng theo chiều đó, tức là bạn hiểu đơn giản là ba điểm MB nó thẳng hàng nhau, được chưa bạn? Nào, bây giờ chúng ta nhớ là electron thì mang điện âm, bạn nhớ nhá, electron thì mang điện âm. Được chưa? Đây nó di chuyển như này. Chưa các bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào để chúng ta có thể tính được vận tốc của electron tại điểm B. Được chưa bạn? Các bạn lưu ý một tí xíu nhá, hình vẽ rất đơn giản như này. Chúng ta nhớ đi từ M đến N này, sau đó ta bảo đi từ N đến B này theo phương và chiều nói trên tức là sao? Tức là đi từ M đến N như thế nào thì đi từ N đến B y hệt như thế. Thì các bạn có thể vẽ ba điểm MNB thẳng hàng luôn được. Được chưa? Bạn lưu ý vào. Vậy ta làm như sau à. Nào chúng ta sẽ xét xét được chưa? Xét sự di chuyển, xét sự di chuyển. Xét sự di chuyển của electron, bạn lưu ý nhá, xét sự di chuyển của electron từ từ được chưa M đến P luôn, M đến P luôn, đúng chưa? Xét sự di chuyển electron từ M đến P luôn. Vậy đến đây người ta yêu cầu bạn tính vận tốc đúng không? Thì chắc chắn một cái định luật chúng ta dùng nó chính là định luật biến thiên động năng, biến thiên động năng, được chưa các bạn? Thì chúng ta có sao? Delta V cắt D. Độ biến thiên động năng luôn là động năng sau trừ động năng trước. Mà chúng ta đi từ M đến P thì động năng sau chỉ là động năng tại điểm B. Còn động ban đầu ấy chỉ là động năng tại điểm M. Được chưa? Thì sẽ bằng công của lực điện trong sự di chuyển từ M đến P, từ M đến P. Thì đến đây các bạn phải tách thành hai công, đúng không? Một là công đi từ M đến N cộng với cả công đi từ N đến P, đi từ N đến P. Đúng chưa bạn? Vậy anh hỏi thử các bạn là chúng ta đang thiếu cái gì để chúng ta có thể tìm được vận tốc tại điểm P các bạn ơi. Các bạn lưu ý một câu nhé, các bạn lưu ý một câu là ta cho các bạn là vận tốc tại điểm N này, vận tốc tại điểm N rất nhỏ. Bạn nhớ câu này nhá, vận tốc tại điểm N rất nhỏ tức là sao? Tức là cái V điểm M nó xấp xỉ bằng không, và các bạn ấy có thể suy ra ngay là động năng tại điểm M nó cũng bằng không, bằng không. Đúng chưa? Bằng không. Vậy rõ ràng anh hỏi thử các bạn nào, chúng ta thiếu cái gì để chúng ta thiếu cái gì để chúng ta có thể tính được vận tốc tại điểm P? Bạn nhìn phương án này nhá, bạn nhìn phương án này. Thằng này thì nó bằng thằng lưu ý này, chúng ta cần đi tìm VB đúng không? Tức là tìm thằng này. Mà thằng này bằng không rồi này, thằng này bằng không này. Công đi từ M đến N có chưa?
Công đi từ M đến N có rồi là 9,6 nhân 10 ngũ trừ 18. Vậy tóm lại là chúng ta đang thiếu một cái duy nhất là thiếu công đi từ N đến B. Chúng ta đang thiếu công đi từ N đến B, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm công đi từ N đến B, ta làm như nào? Bạn nhìn tiếp này. Ta có này, ta có. Bây giờ chúng ta sẽ lập tỷ lệ đi. Chúng ta xét công đi từ N đến P, đúng chưa? Chia cho công đi từ M đến N. Bạn nhìn này, công đi từ N đến P bằng Q nhân E nhân với cả NP và nhân với cả cos alpha, đúng chưa? Còn công đi từ M đến N trong bài luận này là chúng ta xét một điện tích, lưu ý nhá. Trong trường này là chúng ta đang xét một electron thì Q nó giống nhau, chúng ta xét trong điện trường đều thì E giống nhau. Còn đây là nhân MN và có một câu là hai cái quãng đường này có phương vật, nhớ là electron đi trên M đi từ M đến N hay đi từ N đến B thì cũng có phương và chiều như trên như nhau. Tức là cos alpha nó giống hệt nhau, cos alpha giống hệt nhau. Vậy khi bạn lập tỷ lệ thì bạn rút gọn được Q, Q, E, E, cos alpha, được chưa bạn? Và các bạn sẽ còn lại là NP, bạn còn lại là NP, bạn chia cho MN, MN, được chưa? NP bạn có rồi, NP bạn có là 0,5, MN bạn có rồi là 0,6, đúng chưa? Và cái tỷ số này nó là 5 phần 6, 5 phần 6. Vậy đến đây các bạn hãy tìm ra ngay công đi từ N đến P, công đi từ N đến P. Đúng chưa? Công đi từ MN là 9,6 nhân 10 cũng trừ 18 rồi. Thì đến đây bạn lấy 9,6 bạn nhân với cả 5 phần 6. Đúng không? Nếu bạn lấy 9,6 bạn nhân 5 phần 6, bạn bấm máy tính đi thì nó 9 phần 6, 9,6 nhân 5 phần 6 thì sẽ ra là 8, 8. Nhân 10 ngũ trừ 18 joule. Khi các bạn đã tính công đi đi từ N đến B rồi thì bài toán này xong, đúng không? Bạn thay vào này. Bạn thay vào đây nhá, bạn thay vào đây bạn suy ra này. Nào, động năng nhớ này, động năng từ điểm P là 1 phần 2, 1 phần 2 M. M lưu ý này, cái M này này, nó là M electron này, viết trên này nhá, đây bằng này. Được chưa? 1 phần 2 M electron này, nhân vận tốc tại điểm B bình phương này và trừ đi 0. Vì động năng từ điểm M bằng 0 mà, đúng không? Bây giờ chúng ta thay luôn là khối lượng của electron là 9,1, 9,1 nhân 10 ngũ trừ 31. Đúng chưa? Nhân với cả VB bình phương bằng bằng công đi từ M đến N thì là 9,6. Công đi từ N đến B vừa tính ra là 8 và hai thằng này cùng cộng với nhau sau đó nhân với cả 10 ngũ trừ 18. Ngũ trừ 18. Đúng chưa? Và đây chúng ta sẽ tìm ra được ngay vận tốc tại điểm P, vận tốc tại điểm P. Đó, bạn thấy không? Nào bấm đi. Bấm đi và để số mũ cho anh. Nhớ nhá, 9,6 nhân 10 ngũ trừ 18 với 8 nhân 10 ngũ trừ 18 thì đặt chung 10 ngũ trừ 18 ra, đúng không? Cho nó gọn gàng vào. Nào, cầm máy tính lên xử lý nhanh với bao nhiêu? Nhớ là không được để vận tốc một số rất là dài, phải để theo dạng số mũ, được chưa? Nào, bao nhiêu đây? Có đúng là ra 6,22 nhân với cả 10 ngũ 6, 10 ngũ 6 mét trên giây. Mét trên nào, chúng ta sẽ bắt đầu chữa cái ví dụ 2 nhá, để cho các bạn. Đó, bài toán này yêu cầu chúng ta tính điện thế tại điểm B, tức là đi tìm VB nhá, điện thế tại điểm B, tức là chúng ta sẽ đi tìm thẳng VB. VB, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta làm nào. Bạn lưu ý này, ở đây chúng ta xét proton di chuyển từ điểm A đến điểm B, đúng không? Vậy chúng ta sẽ xét này. Xét sự di chuyển của proton, xét sự di chuyển của proton từ từ điểm A này, được chưa, đến điểm B, từ điểm A đến điểm B, đúng chưa? Và chúng ta vẫn áp dụng định luật biến tín động năng vì cái bài toán này là liên quan tới vận tốc, cứ nhớ thì phải cho anh, được chưa? Thì chúng ta có này, delta V kép D, đúng không? Bằng động năng sau, chúng ta đi xét
từ A đến B thì sau ở đây là điểm B, được chưa các bạn? Thì delta VFD này bằng VKDB, được chưa? Trừ đi VKDA, DA, được chưa? Và bằng công của lực điện, bằng công của lực điện. Bằng công của lực điện. Cho các bạn. Và các bạn phải lưu ý ở trong điểm này chúng ta không dùng cái Q nhân E nhân AB nhân cos alpha được, vì vì sao? Vì bài toán này chúng ta đang cần đi tính điện thế, cần đi tính điện thế. Vậy chúng ta sẽ tính công của lực điện theo công thức là Q nhân U. Nào các bạn ơi, các bạn thử phát biểu xem là U này là U gì nào. Các em ơi, nào các bạn ơi, anh hỏi bạn nhá. Nào U này là U gì? Nào U này là U AB hay là U BA? Rất nhiều bạn bị nhầm nhá. Nào anh hỏi bạn, cái U này là U AB hay là U BA? Chúng ta đang xét sự di chuyển của proton từ A đến B, từ A đến B. Vậy anh hỏi bạn, cái U này là U AB hay là U BA? Nào các bạn thử phát biểu đi cho các bạn hiểu vấn đề nào. Một câu đơn giản thôi đúng không? U gì nào? Nó phải là U AB. Chúng ta đi từ A đến B. Chúng ta đi từ A đến B thì cái công ấy chúng ta phải tính là U AB. U AB. Cho bạn U AB. Nhưng bài toán này nhận ra thì ta lại không yêu cầu bạn tính U AB mà yêu cầu bạn tính điện thế tại điểm B. Vậy ta khai triển tiếp bằng Q. U AB thì bằng VA. Các bạn trừ đi VB. Trừ đi VB. Được chưa? Nào chúng ta cùng triển khai ra. Đề bài có một câu khá quan trọng là khi đến điểm B thì vận tốc của proton bằng không. Khi đến điểm B thì vận tốc của proton bằng không, tức là động năng vận tốc bằng không thì động năng cũng bằng không, đúng không? Vậy động năng điểm B bằng không. Trừ đi động năng ở điểm A thì là 1 phần 2, 1 phần 2. Được chưa? M có chưa? M, M này là M proton là 1,67. Nhân 10 mũ trừ 27. Nhân vận tốc của proton tại điểm A thì đề bài cho rồi là 25 nhân 10 mũ 4 tất cả bình phương, đúng chưa? Bằng này. Điện tích của proton có rồi là 1,67, 1,67 nhân với cả 10 mũ trừ 27, đúng chưa? Bằng điện thế tại điểm A, đề bài cho rồi, điện thế tại điểm A là 500, là 500 trừ đi điện thế điểm B thì môn ẩn duy nhất là điện thế điểm B. Nào, triển khai lên. Nào, triển khai lên. Điện thế tại điểm B bấm ra nhiều. Nào, nhanh lên. Nào, triển khai đi. Điện thế tại điểm B bấm bao nhiêu nào? Nào, điện thế điểm B bao nhiêu nhỉ? Còn máy tính lên xử lý nhá các bạn nhá. Biểu thức nó khá là dài đấy. Biểu thức nó rất là dài. Nào, bấm đi xem nó ra bao nhiêu. Làm phải chuẩn vào. Nào, các bạn bấm đi nhá. Nào, bấm xong rồi comment lên đúng không? Thì có phải các bạn ra là 826. 826, phẩy 2 xấp xỉ nhá, 826,2 V. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu chữa ví dụ 3 nhá. Được chưa? Nào, chúng ta có hai bảng kim loại đặt song song thì bạn lưu ý này, các bạn có thể vẽ là song song nằm ngang hoặc song song thẳng đứng đều như nhau hết, nó không thay đổi kết quả bài toán đâu, được chưa? Đây các bạn nhớ là phải vẽ hình vào nhá. Bạn nhìn này. Anh sẽ vẽ là song song nằm ngang, được chưa? Bạn lưu ý là có một hai bảng tích điện trái dấu, tức là một bảng dương và một bảng âm, đúng không? Và trong trường này anh giả sử bảng bên phía trên là bảng dương nhá, được chưa? Dương này, bên dưới là âm này, được chưa? Nào, anh hỏi bạn chiều của vector cường điện trường sẽ có chiều từ bản nào đến bản nào các em ơi?
Kem ơi, chiều của vectơ cường độ điện trường sẽ có chiều từ bản nào đến bản nào các bạn ơi? Chiều của vectơ E, chiều của vectơ E sẽ có chiều từ bản dương đến bản âm. Cho từ dương đến âm bạn nhớ này vào, có chiều từ bản dương đến bản âm. Được chưa? Có chiều từ bản dương nhá, có chiều từ dương đến âm. Được chưa các bạn lưu ý này vào. Đây là vectơ E. Được chưa? Và người ta cho các bạn khoảng cách giữa hai bản, lưu ý này, khoảng cách giữa hai bản là 2 cm, tức là đoạn từ đây đây là 2 cm. Nào các bạn em còn nhớ là khoảng cách giữa hai bản chúng ta tính như nào không? Nào các em có bị nhớ là khoảng cách giữa hai bản chúng ta sẽ ký hiệu là gì không nhỉ? Nào khoảng cách giữa hai bản được ký hiệu là gì các bạn ơi? Được ký hiệu là chữ gì nhỉ? Là chữ D nhá, trong phần lý thuyết có rồi. Được chưa bạn? Khoảng cách giữa hai bản chúng ta sẽ ký hiệu là chữ D. Và trong bài toán này chúng ta xét một hạt mang điện dương đặt sát bản dương này, đây, đặt sát bản dương. Và nó sẽ di chuyển từ bản dương được chưa? Đến bản âm như này. Đó, đến bản âm như này. Được chưa bạn? Thì chúng ta bắt đầu vào câu A này, câu A. Chúng ta tính công của điện tích khi di chuyển từ bản dương đến bản âm đúng không? Thì ta có công này. Trong này bằng Q nhân E, đáng lẽ là nhân MN nhưng đối với hai bản kim loại chúng ta dùng là nhân D và nhân cốt alpha, được chưa? Nhân cốt alpha. Và đây chúng ta sẽ tương đương điều gì đã? Chúng ta thay số vào nhé, A bằng này. Q chúng ta có rồi là 1,5 nhân với cả 10 mũ trừ 2. E của chúng ta có rồi là 3.000, 3.000. Được chưa? Lưu ý D của chúng ta là 2 cm nhưng lắp 2 cm vào làm là sai, phải đổi ra mét, đúng chưa? 2 cm đổi ra mét là nhân 0,02. Nào, góc alpha bằng bao nhiêu các bạn? Góc alpha trong trường hợp này bằng bao nhiêu? Cẩn thận không nhầm này. Góc alpha đây là góc bởi cái chiều chuyển động và cái vectơ E, đúng không? Và bạn nhìn rõ ràng hai cái chiều này đang cùng chiều với nhau, rõ ràng góc bằng không là nhân cốt của không. Của không. Được chưa bạn? Nhân cốt của không. Và đây các bạn sẽ tìm ra ngay công của lực điện trong sự di chuyển từ bản dương đến bản âm sẽ là 0,9 joule, 0,9 joule. 0,9 joule. Được chưa các bạn? Tiếp tục là câu B. Tiếp tục là câu B này. Đó là câu A nhá, câu A xong này, câu B này. Câu B. Câu B. Câu B là tính vận tốc của hạt khi đập vào bản âm đúng không? Vậy chúng ta sẽ vẫn nhớ này, chúng ta xét xét sự di chuyển. Chúng ta sẽ xét sự di chuyển từ bản dương đến bản âm. Nhớ nhá. Vì công này là công đi từ bản dương bản âm nên chúng ta xét sự di chuyển từ bản dương đến bản âm. Chúng ta sẽ dùng là delta V cấp D. Được chưa? Delta V cấp D. Được chưa? Động năng sau là động năng tại bản âm trừ đi động năng đầu là động năng tại bản dương và bằng công của lực điện và chúng ta vừa tính ở câu A rồi, nó chính là 0,9 joule, 0,9 joule. Được chưa? Và các bạn phải lưu ý một câu là người ta bảo các bạn là sát đặt 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 ở đây tức là sao? Người ta đặt cái điện tích ở đây tức là cái vận tốc ban đầu của điện tích bằng không. Nhớ câu nhá, sát bản dương có đặt một hạt mang điện. Cái chữ đặt này cho chúng ta biết một điều là cái vận tốc của hạt này tại bản dương nó bằng không, nó bằng không, được chưa? Vậy chúng ta chỉ còn duy nhất là gì đây? Chúng ta thay số vào nhá. Mà nhìn này, 1 phần 2 m của chúng ta có rồi là 4,5 nhưng một cái bẫy to đùng lại xảy ra này. 4,5 nhân 10 cũng trừ 6 này, bạn nhìn này. Đơn vị của chúng ta là gam này, nhìn không? Cái bẫy này gam này, gam này. Đó, nếu ai mà không tinh ý nhá là sẽ bị sai ngay. Đây đơn vị là gam này. Mà trong nước của chúng ta phải là kg. Vậy chúng ta phải đổi nhá, 4,5 nhân 10 mũ trừ 6 này. Đổi từ gam ra kg là nhân 10 mũ trừ 3. Nhân vận tốc tại bản âm tất cả bình. Động năng tại bản dương thì bằng 0 rồi, đúng không? Và bằng 0,9. Thì ẩn duy nhất của chúng ta chính là vận tốc tại bản âm, đúng không? Vận tốc tại bản âm. Ai mà lấy 4,5 nhân 10 mũ trừ 6 làm là sai nhá, vì đó đơn vị là gam, được chưa? Nào, vận tốc tại bản âm của chúng ta bằng bao nhiêu? Nào, vận tốc tại bản âm của chúng ta sẽ là bằng bao nhiêu? Bạn bè vật chuẩn hệ nó là 2 nhân 10 ngụ 4, 2 nhân 10 ngụ 4, được chưa các bạn? Mét trên giây.